Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với video tiếp theo của mình. Thì lời nói đầu tiên cho mình gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả mọi người. Bây giờ là đang trong giai đoạn dịch bệnh nha mọi người. Thì việc bây giờ mà mình cần làm là tuân thủ quy định của Bộ Y tế và các cơ quan chức năng đề ra nha mọi người. Thì bây giờ chỉ có ở nhà, hạn chế tụ tập, có việc thì mới, việc cần thiết thì mới phải ra đường thôi nha mọi người, không nên tụ tập đông người vì tình hình dịch bây giờ đang rất là căng thẳng. Và không nói nhiều nữa, mình sẽ đi vào chủ đề chính của video ngày hôm nay, là mình sẽ thử ghép ba con ngân long size lớn lại với nhau nha mọi người. Đó là con ngân long amino bự này đó, và con ngân long này con này là size khoảng hơn 50cm nha mọi người. Và mình sẽ cho nó vô cái hồ này, cái hồ phun trắng đèn trắng này, có con ngân long râu dài đó, và mình sẽ cho nó có bạn nha mọi người. Mình sẽ ghép 4 con ngân long, là 3 con ngân long size lớn và 1 con ngân long size nhỏ đó, để mình cho nó có một cái hồ mới nha mọi người, để cho mọi người xem. Và bây giờ thì mình sẽ tiến hành mình bắt cá, sẽ bắt bằng cái bịch này nha mọi người. Ok, let's go. Nó đã bị quản lọn rồi nha mọi người. Thì mình không nên tiếp tục làm nó bị stress. Mình nên đợi một thời gian để cho nó bớt hoảng loạn lại, rồi mình sẽ bắt tiếp nha mọi người. A few moments later. Đó, thì bây giờ mình sẽ ngâm nước nó một chút xíu nha mọi người. Và mình sẽ cho một chút xíu nước từ trong hồ cũ vào trong bịch để cá nó quen nước nha mọi người. Đó, thì mọi người có thể thấy hai con này kích thước nó cũng chênh lệch nhau rất là ít. Nó khoảng ngang ngang nhau nha mọi người. Nên mình ghép thì nó cũng khả năng là bị cắn thấp đó. Rồi bây giờ mình sẽ thả ra luôn. Đó, như vậy là nó đã qua hồ mới rồi nha mọi người, con ngân long amino này. Thì lý do mà mình chọn cái hồ này á, con ngân long thường á mà nó qua phong đen á thì nó sẽ tối cái màu lại, nhìn nó không có đẹp nha mọi người. Con ngân long amino mà qua phong tối á thì nó vẫn giữ được cái màu vàng của nó, nó không có bị xuống màu, thậm chí là nó còn đậm hơn nữa nha mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ bắt con ngân long lớn nhất trong hồ của mình. Wow, nó đã tông một phát rất là mạnh nha mọi người.
Đó. Giờ thì cái hồ mình là những con ngân long size lớn nha mọi người. Size khoảng 40 trở lên. Con này là 45. Con này là size 50. Con này là size khoảng 40. Đó. Và có một con nhỏ nhất. Thì cái con ngân long này á, do hồi nãy nó tung lên một phát nên cái mỏ nó bị dập nha mọi người. Cái môi trước nó bị dập nè. Đó. Và tình hình hiện tại cái hồ này thì mình thấy cũng khá là êm nha. Và cá nó bơi nhiều hơn nha mọi người. Đó. Nó bơi nhiều hơn trên cái hồ khi mà có một mình nó. Bởi vì có những con cá lớn á, nó sẽ bơi lội nhiều hơn. Đó, nhìn nó đẹp hơn. Đó, thì bây giờ mình sẽ quay từ xa toàn cảnh cái hồ cho mọi người xem. Thì trong thời gian dịch bệnh, mình ở nhà mình ngắm cá cũng là một cái ý tưởng không là không có tồi nha mọi người. Ý tưởng khá là hay. Và mình quay cho mọi người xem. Đó. Thì trước mắt như thế này là nó êm rồi nha mọi người. Những con cá này nó không có cắn nhau. Như vậy là êm rồi nha mọi người. Nếu mà nó cắn nhau thì nó sẽ cắn liền nha mọi người, rất là quyết liệt. Thì một lát nữa mình sẽ cho nó ăn. Thì thường nuôi ngân long chung số lượng nhiều á, nó sẽ dành ăn và coi rất là thích nha mọi người. Thì bây giờ mình sẽ cho nó ăn dế nha mọi người. Từ sáng tới giờ mình cố tình để cho nó đói để mình làm clip cho mọi người xem. Thì thử xem nó sẽ ăn dế có sung nha mọi người. Đó. Những con này thì nó rất là đói rồi. Bình thường cho nó ăn dế, xô gạo hoặc là nhái nha mọi người. Đó, nó bắt đầu đã ăn rồi. Đó. Nó đã ăn được rồi nha mọi người. Chứng tỏ là nó quen nước, quen hồ rồi. Thì mình nghĩ cái con ngân long này là con ngân long bản cao nha mọi người. Vì cái body của nó dày. Nó dày hơn những con ngân long thường. Đó, thì cái con này size tuy nó lớn hơn nè, nhưng mà cái body nó chỉ ngang ngang với con này thôi, cái bản á. Đó. Còn con ngân long amino này thì cái bản người nó lớn nhất. Đó. Tuy chiều dài nó không có bự bằng con ngân long lớn nhất này, nhưng mà cái bản của nó bự nha mọi người. Cái bản người của nó nè, đó, nó rất là bự. Nhìn con cá nó mạnh nha mọi người. Bây giờ mình sẽ thả dế tiếp vô.
như đây là đủ rồi. Khi nào hết mình sẽ thả vô tiếp. Thì như vậy là sau khoảng 1 tiếng rồi nha mọi người. 1 tiếng sau khi mà mình ghép chung những con này, nó không có dấu hiệu cắn lộn, nó không có tung lưới lên, nó không có động nước, nhìn nó khá là êm nha mọi người. Có thể như vậy là nó đã thành công rồi đó. Thì mình sẽ đợi thêm một thời gian nữa. Nếu mà nó không cắn nhau thì mình sẽ tiếp tục mình để đây và mình nuôi luôn. Ở những cái hồ khác thì mình có thể nuôi những con cá khác. Thì video của mình tới đây là kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã ủng hộ cho kênh YouTube của mình. Mọi người có ý tưởng gì và có ý kiến gì về video này thì hãy comment cho mình biết nha. Hy vọng mọi người có những phút giây vui vẻ thoải mái khi xem video của mình. Cảm ơn mọi người, chào mọi người.